Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Vũ. Video lần này là mình sẽ cùng mọi người đập hộp chiếc Bow Pro 16. Thì đợt trước, video lần trước Vũ đã đập hộp cũng như là review rất là nhiều và phân tích cho mọi người về cái dòng Bow series mới của Bow 2021 này. Đó là dòng Bow L1 Pro. Thì L1 Pro đợt này nó sẽ có những phiên bản như là Pro 8, Pro 16 và Pro 32. Thì Vũ đã đập hộp Pro 8 rồi. Thì lần này là sẽ chiếc cái video đầu tiên tại Việt Nam và sẽ đập hộp cũng như là sẽ review cho các bạn về cái Pro 32. Xin lỗi mọi người là Pro 16 nha. Ở đây thì trước mặt mọi người đây chính là Pro 16. Dạ. Ok. Thì Vũ và Thành sẽ đập hộp cho mọi người cùng xem. Đó, thì đây là chiếc cái hàng nguyên thùng khi mà chúng ta khi chúng ta nhập về thì nó sẽ là như vậy. Có một vấn đề mà Vũ muốn chia sẻ, đây là cái con Pro 8 nè mọi người ha. Đây là Pro 8. Đó Pro 8. Dạ rất là phê nha anh Thọ. Ngày mai anh sẽ xem em review cái so sánh giữa 16 và 18 ở ngoài trời. Dạ. Đó, còn đây là thùng của Pro 8. Và mình sẵn tiện đây mình sẽ có một cái review cũng chia sẻ với mọi người sơ. Thì cho mọi người biết thêm là đây là cái thùng Pro 8 mà Vũ đã từng review. Đây là hàng Vũ xách tay về và nhờ khách hàng ở tại Mỹ mua giùm. Thì ở trên đây bạn thấy ghi rõ ràng là 120V US đúng không bạn? Còn ở đây là hàng nhập khẩu chính thống, được đóng thuế hải quan và được bán tại thị trường châu Á ở như là Việt Nam. Nó riêng là ở Việt Nam thì nó sẽ có tham số là 230V EU, nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà thật sự ra lúc mà Vũ sử dụng cái con này thì điện là auto volt nha mọi người ha, điện là auto volt đó, nó giống nhau. Và kích thước của cái thùng các bạn xem nè, đó kích thước của hai cái thùng đấy, Pro 16, Pro 8 đó, khác nhau hoàn toàn đúng không bạn? Nó size to hơn. Vũ cũng chưa coi nữa, bây giờ Vũ cùng mọi người mở ra, đó là những cái Vũ chia sẻ cho mọi người ha. Ok, đây là hàng đóng thuế rất là đầy đủ, chỉnh chu. Rồi, mở ra. Lấy ra. Nè, cầm quay lên coi, mở cho mọi người cùng coi. Rồi, mở cho mọi người cùng coi, lát nữa mình để hai cái kế bên, có chừng bấm nhầm nút. Bấm nhầm nút. Rồi, ok. Để đây Vũ mở cho mọi người cùng xem. Đấy. Đây dây nguồn thì mình tạm để đây, mình xài dây nguồn ngủ. Đó. Hiện tại là Pro 16 á. Hiện tại chia sẻ với mọi người là cái chương trình pre-order của Vũ về Pro 8 á. Hiện tại là Vũ đã nhận cọc khoảng gần 20 cây của từ khách hàng ở khắp nơi, ở các tỉnh cũng như ở trong Sài Gòn rất là nhiều. Trong đó cũng đã có khách hàng đặt luôn cả Pro 16 nữa. Thì mình sau khi nào mà hàng về tới nơi á, thì vào tháng Giêng mà có hàng tại Việt Nam á, thì Vũ sẽ quay video sẽ đi giao hàng cho từng khách hàng và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Mọi người nhớ đón theo dõi cùng với Vũ nha. Thì đầu tiên là các bạn thấy là mới ra thì cái thùng của nó ở đây. Vũ thấy là cái súp nó khá là to. Khá là to. Về vài thùng kích thước á thì nó so với lại cái Pro 8 á thì nó đây. Và nó nặng hơn nhiều so với lại cái cây cây Pro 8 nha mọi người. Đây được, Pro 8. Rồi, ok. Rồi, ok. Và khi mà tại sao nó gọi là dòng bọt Thibault thì thật ra những cái dòng này dòng bọt Thibault Column Ray thì thứ nhất là về công suất khỏe, thứ hai là về chất âm, thứ ba là về cái ứng dụng. Thì những cái cây này những các bạn, những anh chị mà đi làm show hay là chơi acoustic ở phòng trà mà phòng trà không có loa thì chúng ta sở hữu những sản phẩm như thế này thì chúng ta sẽ đi trình diễn được, mà đi ở xa ở ngoài đáp ứng được ở ngoài trời luôn, những cái buổi tiệc meeting của các khách hàng của mình á, rất là tiện và chất âm rất là hay đó. Đó thì đây là cái cây, mà cái cây này khác với Pro 8 là cái cây này, cái cây full range á, nó rất là nhiều. Mời mời chị vào bộ xíu này. Đây còn một cái xíu được rồi. Còn đây nè. Đây cái đó nè. Đây là cái full range của Pro 16. Thì cái mã tại sao 16 và 8 á, thật ra là 8 là 8 loa ở giải.
đây tấm loa này, đây rồi 16 tấm loa đó. Còn cái rồ 8 á thì xin lỗi mọi người, rồ 16 là 16 loa, 16 củ loa từ đây đi lên hướng trên. Thứ hai á là cái rồ 8 là nó chỉ có 8 loa thôi, và chắc chắn giữa cái 16 và củ loa nó cũng sẽ sự khác biệt. Thì hẹn mọi người trong video vào ngày mai mình sẽ phân tích sự khác biệt cũng như là nghe thử và đánh giá về âm thanh giữa hai con này cho mọi người cùng nghe đó. Còn bây giờ đây mình đã để tạm để đi. Ok, rồi tiếp tục là cái cây nối. Tiếp tục đó chính là cái cây nối. Cây nối của rồ 8 thì nó dài, còn cái rồ nối của rồ 16 thì nó hơi có phần là nó hơi ngắn, nó hơi yếu điệu tí xíu. Chấp vá quá, cái này chấp chấp vá. Nó hơi ngắn tí xíu, nhưng mình cứ gắn vô cho mọi người xem nha. Ok. Rồi, vào đây, bạn quay phía trước cho mọi người cùng xem. Vũ cũng chia sẻ với mọi người về cây này thì trong có cái khen thì nó cũng có một cái chê. Vũ đã từng xem một cái review ở bạn review ở nước ngoài, thì bạn có so sánh về một số sản phẩm polymer ray, nhưng mà đối với rồ 16 á thì hãng lại bị dở một cái điểm á là cái full á họ trọng lượng rất là dài nha các bạn, thì trọng lượng nó rất là dài, nhưng mà cái cây nối này á thì nó lại quá ngắn đi, nên đâm ra là cái trọng lực á nó lắc lư rất nhiều, cái độ hoàn thiện nó sẽ không bằng được cái rồ 8. Đó là đối với cá nhân Vũ và cũng những người review nước ngoài. Nhưng mà nói chung là vấn đề đung đưa như thế này thì thật sự là mình cũng không đung đưa, tại vì khi mà mình di chuyển mình cũng đã tháo ra rồi, cái vấn đề không quan trọng. Mà lúc mà đang đánh âm thanh đó, thì cái này cũng không có đung đưa, thì Vũ nghĩ nó vẫn ok trong vấn đề gì cả. Nhưng mà nói về ví dụ như mình sách như thế này thì nó lụng lẳng như thế này, thế là có một cái khuyết điểm thôi, mà nó cũng không đáng kể trong cái vấn đề này. Tại vì trên đây nhiều củ lo, mà những củ lo với củ từ rất là dày, tại vì đây là lo nén nữa thì nên nó rất là nặng, cái củ này rất là nặng này đó, bạn thấy không đó. Ok thì các bạn thấy bây giờ để mình xách cái rồ 8 cho mọi người xem về cái kích thước ha. Hầu như các bạn xem review ở nước ngoài thì nó không có cái hình ảnh thực tế, ở đây củ thì sẽ có hình ảnh thực tế cho các bạn. Đây cái size shop đó, các bạn em quay lại gần giúp anh đi. Thì ở đây các bạn thấy hai cái củ loa, củ này nó to hơn rất là nhiều. Đó, khá là nhiều đó các bạn. Anh nó bằng như bằng có cái công suất, anh lấy cái công suất hơi trong thử coi so sánh thôi. Okay. Không cần đâu, mình sẽ có clip review so sánh sau. Đó. Thì các bạn thấy nè. Đó. Rồ 8 nó có những cái ưu điểm, nhưng mà nó cũng có cái rồ 6 nó có những cái khuyết điểm nhỏ thôi. Rồi mình không đáng kể. Như vấn đề là nếu mà tinh ý, nếu bạn nào mà tinh ý như Vũ á, bạn quay lại gần đi bên. Thì thật sự là khi cái phần trên của nó rất là nặng đó, nên cái độ hở nè, dù là Vũ có kéo lại nè, Vũ kéo đứng lên lại nè, nhưng nó lại có một độ ngã nè, các bạn thấy chưa đó. Còn Pro 8 nè rất là khít đó. Ở đây là mình không dìm bất kỳ một series nào, nói chung là một cái gì đó thì khuyết điểm mình thấy nó lòi ra thì mình chia sẻ với mọi người thôi đó. Vấn đề quan trọng là nghe và âm thanh nữa như thế nào nữa, và chúng ta theo nhu cầu chúng ta nữa, nhưng vấn đề này cũng không đáng kể đâu, thì thật sự nó cũng không quan trọng lắm đâu. Quan trọng là chúng ta khi mà chúng ta xài cái nào, chúng ta cái âm thanh làm chúng ta ha ok là được. Về phần cái súp bên đây á, Vũ cũng chưa có mở ra cho mọi người coi được. Thì thật sự về cái súp bên đây á là nó kiểu như là hình bầu dục đó mọi người. Thì nó thật sự á, cái bát các bạn nhìn nó về cái mặt tiền á thì nó rất là nhỏ, nhìn cái mặt hông như nè, họ thiết kế ra để chúng ta di động mà, nên các bạn có thể xách được, nó rất là nhỏ. Nhưng mà so với nếu mà sự co giãn, nếu mà cái củ loa cái thước to như thế này mà nếu mà mở dài ra như thế này thì nó tương đương bằng củ bass 4 tấc nha mọi người ha, nó tương đương bằng cái củ bass 4 tấc. Còn bên đây thì nó nhỏ như vậy, nhưng mà các bạn nhìn nó nhỏ, nhưng mà thật sự nó thiết kế như thế này để nó giảm diện tích, nhưng mà củ bass nó tương đương bằng củ bass 3 tấc thì rất là to. Và nhiều khách hàng đã qua đây khi mà chỉ nghe một lần và chỉ nghe trong vòng 15 giây và đặt cọc cho Vũ á, thì thật sự họ đánh giá với series mới này thì thật sự là cái dòng L1 mới của Bow này á, tại cái sức họ cải thiện rất là đỉnh, tức là nghe rất là mềm, thùng về thùng nhựa, mềm mại, đánh sâu và rất là chắc. Anh hỏi tiền em cũng không biết, là cái cây rồ hình như là 50 mấy triệu anh, cái cây rồ 16 là 50 mấy triệu.
Còn em chỉ biết được cái giá con này là rồ này là 36 triệu 037 ngàn, còn này là 50 mấy triệu đó. Thì em sẽ có ngày mai em sẽ có video phân tích lại hai cái và tư vấn cho mọi người nên chọn những sản phẩm nào phù hợp với cái mục đích sử dụng. Thì ví dụ đi, nếu mà là Vũ thì Vũ sẽ chọn hai cây Pro 8 với cái giá thành hai cây này cộng lại thì nó tương đương với là khoảng 72 triệu. Thì nói về công suất, nói về mà độ thẩm mỹ, ví dụ như mình sử dụng ở nhà đi hoặc là mình muốn nghe ở chế độ stereo thì đương nhiên chắc chắn hai con Pro 8 sẽ hay hơn so với một con Pro 6 rồi. Còn nếu các bạn xác định Pro 6 chúng ta muốn gọn, nhỏ gọn, tiện ích, xách đi nhanh, công suất lớn mà di động được á, chỉ cần một cây thôi rồi là giải trí á, thì chúng ta sẽ chọn cái con phương án là Pro 6 đó. Thì chúng ta sẽ đỡ cầm kềnh về dây nhỏ cái này nọ thì rất là đơn giản vì nó có điều tích hợp Bluetooth hết. Ok, đây là về mặt tiền. Ở đây thì các bạn thấy các củ loa của cái dòng này nha bạn. Nếu mà nhìn kỹ á, nếu mà nhìn kỹ nha, mình chưa trải nghiệm được cái này mà không biết phân tích thế nào, các bạn nhìn cái rồ 16 đây nè. Các bạn quay gần cảnh chứ bạn. Là cái rồ 16 này, cái góc ngã của nó được rất là nghiêng vừa phải thôi nha bạn. Ở phần ở dưới phần lô này nè, là nó nghiêng rất là vừa phải, nhưng mà lên dần cho nên dần góc ngã nó đánh thẳng ra, đánh thẳng xéo nhau là 45 độ luôn mọi người. Nói chung là nó là một cái cách mà họ đặt vị trí lo, nhưng mà mình nghe mình mới biết được. Đó, còn về sau, ok. Rồi về cái bố trí của lo này nó cũng khác với bố trí của Pro 8 tí xíu. Rồi, ok, bây giờ mời bạn quay ra phía sau giúp mình. Rồi, về nói sơ về phía sau thì nó hoàn toàn nó đều giống như nhau các bạn ha. Đây phía sau, nó đều giống như nhau cả. Đó, đều giống như nhau. Về cái control đó thì về nút, về coi như là kích thước cũng như là mọi thứ á, nó hầu như nó như nhau, không khác nha, không có gì khác lắm. Đó. Rồi về điện. Về điện ở dưới đây nó ghi là 120, nhưng mà thật sự thì giữa con mà mình xách tay về ở mua tại Mỹ, mình xách tay về, quay cận cảnh cho mọi người xem. Xách tay về và cái con mà nhập chính thống thì nó cũng giống như nhau. Nó không có gì khác biệt bạn. Và tất cả hàng này cũng là đều là made in China ha mọi người ha. Đó. Mình đã review cho mọi người xem đó, sơ qua về cái con này. Sắp tới là tháng giêng hàng về mình sẽ quay cho mọi người lúc mà mình giao hàng. Các bạn hiện tại là do Tết đợt này á thì cái phần mà nhập khẩu á, nó hơi khó khăn nên số lượng hàng về nó cũng sẽ kém hơn. Nếu mọi người xác định á là nếu mà chúng ta thích, chúng ta nên nhanh tay ở vào thời điểm này, bởi vì thật sự là năm nay là năm mà hàng hóa thật sự là muốn bán nhiều cũng rất là khó vì nó cũng không có hàng đó. Ok, hôm nay là mình đã cùng với mọi người tập hợp xem cái dòng Suri Pro 8 rồi. Thì với vấn đề nghe thì Vũ mời mọi người sẽ theo dõi cái video lần sau. Mình sẽ cho các bạn nghe ở trong nhà, cho nghe ở trong ở ngoài trời và giữa hai cây và so sánh âm lượng với nhau để phân tích cho mọi người chi tiết và cụ thể hơn. Và mọi người có thể biết và sẽ chọn được cho mình một sản phẩm phù hợp và cũng như sự ứng dụng đúng nơi của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn thấy video này hay, hiệu quả thì đừng quên bấm like và subscribe channel của Vũ nha. Và đừng quên, nếu các bạn có thể trải nghiệm, các bạn hãy đến showroom 779 Trần Hưng Đạo để trải nghiệm và nghe thử âm thanh của Bo Pro. Chào. Rồi, chào mọi người nha.